Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Nga USA. Đầu cái video, mình xin kính chúc quý vị và các bạn thật là nhiều sức khỏe và một ngày mới thật là nhiều điều may mắn. Thưa quý vị, hôm nay là một trong những ngày cuối của tháng 11. Hôm nay ở cái miền Midwest, trung tây của mình, của nước Mỹ, cũng khá là lạnh. Nhiệt độ bên ngoài bây giờ là khoảng trừ 12 độ C. Và nhiệt độ cao nhất của hôm nay là lên được tới khoảng trừ 6 độ C thôi quý vị. Một ngày rất là lạnh. Như đã thưa với quý vị trong cái video kỳ trước, kỳ này mình quay lại và mình chia sẻ với quý vị về hai cái cây thuộc giống sen đá mà để trồng trong nhà rất là dễ và cho chúng ta cái không gian tươi mát và cái không khí dễ chịu ở trong nhà. Thì thưa quý vị, đây như quý vị đã thấy trên màn hình, đó là cây sen đá lửa. Đây là một loại sen đá cành đó quý vị, tức là cái cành nó mọc dài ra như vậy. Thì nếu quý vị thích, quý vị có thể trồng trong một cái chậu cao cao một tí xíu, rồi quý vị cho nó xòe, nó rủ xuống. Mình ở đây thì cái chậu của mình tương đối là nhỏ, mình không có để nó xòe xuống, thì mình lấy cái cây mình chống nó lên, mình chống lên cho nó mọc cao lên như thế này. Thì như đã thưa quý vị, đó là loại cây sen đá cành ha. Thành ra cái cành nó cứ dài dài ra và nó mọc thêm những cành phụ như thế này đây. Thì nó là loại tương đối là nó khá là mềm quý vị, nên là nếu quý vị muốn uống, muốn bẻ gì cũng được hết trơn á. Và cũng như các loại sen đá khác, nó rất là chịu hạn ha. Mùa đông này thì 2-3 tuần quý vị dọt cho nó một tí nước thôi. Mùa hè thì nó nhờ nó có nắng đó, thì quý vị để nó ra ngoài sân ha, thì nó sẽ cần nhiều nước hơn. Thì cái khoảng một tuần gì đó quý vị cho nó một nước chút xíu. Còn nếu mà không, quý vị có thể trồng ở trong nhà. Thì như mình đây, cái cây này nó là sen đá lửa, nhưng mà mình không có để ở chỗ có nắng nhiều, thành ra nó vẫn giữ màu xanh như thế này. Nó tạo cho quý vị một cái không gian tươi mát. Thì cái chậu này mình trồng chắc cũng khoảng được 1-2 năm rồi đó quý vị. Và mình tiếp tục mình cắt nó, mình không có cho nó lên cao, do đó là nó chỉ như thế này thôi. Và tùy theo vào cái chỗ quý vị để mà có nắng nhiều hay ít. Vì cái đây là loại sen đá lửa mà, nên là nó nhiều nắng thì cái màu nó sẽ thay đổi. Chẳng hạn như đây, mình có một cái cây. Đây, quý vị xem đây. Thì đây cũng là nó đó quý vị. Nhưng mà mình để ở cái cửa sổ nó có nắng hơn một chút xíu. Thì quý vị thấy, để ý là thấy ở cái mép của cái lá này là nó đổi còn màu đỏ. Và ngay chính cái màu xanh của nó cũng không có được xanh mát như cái cây mình vừa mới quay cho quý vị xem. Đó, quý vị thấy không, nó ra cái đọt non của nó là nó đã có màu đỏ rồi. Đó, nó rất là dễ thương luôn. Thì cũng như tất cả các cây succulent khác, thì mùa đông này thì mình để trong nhà nó vẫn mọc tươi tốt như thường đó quý vị. Và quý vị chỉ cho nó nước 2-3 tuần, dõi nó chút xíu nước rồi thôi. Cái loại sen đá lửa này nó không có hề bị sâu bọ hay gì hết trơn á. Đó, thành ra quý vị trồng rất là dễ ha. Tưới nước đơn giản thôi, phân thì một năm cho một lần thôi, cũng không có cần nhiều. Thực ra cái sen đá nó không có cần nhiều phân đâu quý vị. Đó, thì chỉ cần nước thôi, nước và nắng. Thì tùy theo cái chỗ ánh nắng nhiều ít thì quý vị nó sẽ thấy cái màu nó khác nhau, nó lên màu như thế này. Nhưng mà cái này chưa phải là cái cây mà nó lên màu nhiều đâu quý vị. Đây là mình chụp hai cái cây mà mình vừa mới quay để quý vị xem. Đó, quý vị thấy nó đã khác nhau rồi ha. Nhưng mà thật sự ra là nó chưa có khác nhiều đâu. Nếu quý vị để chỗ nắng thì nó còn lên màu nữa. Để mình đẩy vô một cái cây sen đá khác nữa để quý vị xem cái sự khác biệt của nó nha. Đây là quý vị nhìn thấy hai cái cây này nó như vậy ha. Và thưa quý vị, đây một cái cây nữa để mình đẩy tới quý vị xem. Đó, cây này là mình để ở chỗ nắng nhiều hơn nè quý vị. Đó, quý vị thấy cái màu nó đổi hẳn không? Coi như cái cây này là mình không có nhìn thấy có màu xanh luôn. Đó, quý vị xem, nó đổi qua màu vàng luôn. Mặc dù là cái lá của nó thì quý vị thấy nó cũng vẫn còn cái viền màu đỏ đậm ha. Nhưng mà ở trong, ở giữa của cái lá nó coi như cái màu xanh là nó biến mất luôn. Nó đổi qua giống như màu vàng vàng vậy đó. Đó, thì đây cũng là nó luôn đó quý vị. Cũng là sen đá lửa luôn á.
Mà quý vị thấy nó khác nhau ghê không? Và cái cây này là nó khá nhiều nắng là nó như vậy đó quý vị. Đó, quý vị thấy cái sự thay đổi màu của nó kỳ diệu không? Nó từ một cái màu như thế này, nó từ một cái màu như thế này, nó đổi qua một cái màu như thế này, và rồi nó đổi qua một cái màu như thế này. Cũng cùng một câu, một cái cây đó quý vị, cùng một cái giống, cùng một cái cây, mà chỉ có điều kiện nắng khác nhau thôi mà nó thay đổi cái lá như vậy. Thành ra đúng là sen đá lửa ha quý vị ha, nó đổi cái màu. Mà cái đây là điều kiện của mình là ở cái vùng phía Bắc Mỹ này là vùng lạnh đó quý vị, và có ít nắng lắm luôn á, mà mình nó cũng có thể đổi màu được như thế. Đây cũng là một cái chậu nữa này quý vị. Là mình cũng để ở cửa sổ nè. Cái cửa sổ này á thì nó cũng có nắng nhưng mà nó không có nắng bằng cái cây vừa rồi quý vị vừa mới nhìn. À, quý vị thấy nó cũng đổi màu đẹp không? Cái viền chung quanh màu đỏ, ở giữa cái lá của nó gần như trở thành màu vàng luôn. Chứ nó không, cái màu xanh nó rất là ít. Có nhiều cái chỗ nó chuyển coi như là màu ngà luôn quý vị. Nhìn đẹp ha. Đó, quý vị xem. Thì đây là những cái hình dạng, những cái dạng của cái cây sen đá lửa mà quý vị có thể có được khi quý vị trồng cái loại sen đá này. Đó. Nhưng mà cái cây đẹp nhất cũng là cây này nè quý vị. Cái cây này là cũng là nó được nắng nhiều nhất nè. Mình quý vị thấy nó đỏ màu đẹp không? Đó, thì chia sẻ với quý vị những cái dạng của cây sen đá lửa nha. Đây là bốn cái chậu sen đá lửa mà mình trồng ở trong nhà. Tùy vào cái chỗ của quý vị để nắng nhiều hay nắng ít mà nó thay đổi như thế này đây. Điều kiện nước và đất thì cũng giống y hệt như nhau thôi, không có gì thay đổi. Là một loại cây rất là dễ trồng quý vị. Nó cho quý vị màu sắc cho dù là mùa đông ha. Đó, quý vị trồng mà quý vị để một khóm chung như thế này thì nhìn cũng rất là đẹp ha. Cái màu sắc nó thay đổi cho dù chỉ là một cây thôi. Thì đó là chia sẻ với quý vị thứ nhất là về cây sen đá lửa, một trong những loại succulent rất là dễ trồng. Và thưa quý vị, cái cây thứ hai mà mình muốn chia sẻ với quý vị là cái cây tiếng Việt mình gọi là cành dao, mà có người còn người ta gọi là cây bút chì, tại vì họ dịch thẳng từ tiếng Anh ra là pencil, pencil là cái bút chì đó quý vị. Thành ra có người họ gọi cái cây này là cây fire stick, tại vì cái lá này nè quý vị, nó giống như cái cây, nó giống cái cọng nha, giống như một cái cây. Nhưng mà khi mà quý vị để ra mùa hè đó, quý vị để ra ngoài trời nắng á, thì nó sẽ đổi màu qua màu đỏ ha. Mấy cái cây này của mình hôm trước mà mùa hè mình để ngoài sân á, thì nó cũng ra sắc đỏ. Nhưng mà mình đem vào trong nhà thì cũng được cả tháng nay rồi, tháng 2 tháng nay rồi thì nó đã nhả hết cái màu đỏ rồi quý vị. Và bây giờ thì nó chỉ có màu xanh thôi. Thì cái cây dao này như đã thưa với quý vị nó là succulent ha, thành ra nó cũng rất là dễ trồng, chịu hạn, chịu nắng, rất là thích nắng luôn ha. Mùa đông này thì 2 3 tuần gì đó quý vị cũng nhỏ cho nó một chút nước thôi. Quý vị thấy là nếu mà trường hợp mà cái nó bị ít nước đó quý vị, thì cái cành nó bị khô như vậy nè, thì trước khi mà nó bị khô như vậy thì mình thường thường mình lấy cái kéo mình cắt ngay đây đi, thì coi như cái phần này mình bỏ ha. Đây quý vị xem, thì mình cắt nó đi thôi, những cái phần khô khô đó mình cắt nó đi đây nè. Thì cái cành dao này là quý vị cắt ấy, nó sẽ ra một cái nhựa. Nếu mà cái cành nó chưa bị khô á, thì nó ra một cái nhựa trắng trắng. Thì nếu mà người nào á, mà da mà hơi bị nhạy cảm, sensitive á, thì có thể sẽ bị cảm thấy nó bị ngứa. Nhưng mà mình thì mình trồng nhiều á thì mình cũng không thấy nó bị gì hết. Nhưng mà nếu mà quý vị mà da sensitive thì quý vị cắt ra rồi quý vị nên mang cái găng tay vô nha. Thì nó sẽ ra một cái nhựa trắng trắng này, có thể nó làm cho quý vị bị ngứa. Thì có nhiều người họ nói là cái cành dao này là thì nó độc. Nhưng mà mình có thể nếu mà quý vị ở nhà mà có cho nuôi chó mèo đó thì nên cẩn thận một chút xíu, tại có thể chó mèo nhiều khi nó gặm 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 như mấy cái lá này nè,
thì nó có thể nó cái nhựa đó nó không có thích lắm, thì nó có thể làm cho chó mèo bị ói đó quý vị. Thành ra nếu mà quý vị có chó mèo hay có các em nhỏ thì trồng cái cây này nên cẩn thận. Cái đó là mình nghe người ta nói thôi chứ mình trồng thì mình cũng không thấy gì hết. Thì cái loại cây này á, quý vị cũng vậy thôi, nó là succulent mà, thành ra là mùa đông thì mình cũng đem vô nhà, nó cũng vẫn sống rất là tươi tốt. Và phân thì quý vị nếu mà đầu mùa xuân này nọ quý vị cho nó một tí phân, còn không thì mình cứ tưới nước bình thường thôi quý vị. Đất thì mình mua cái đất mà người ta làm cho người ta bán á, trồng cho cây cactus thôi. Rồi nước mùa đông 2-3 tuần quý vị tưới một lần. Cái loại này nó cũng không có sâu bọ gì hết quý vị, thành nó rất là dễ trồng. Và quý vị để ý mình để thêm mấy cái cây này để mình giữ cho nó nè. Tại thường thường mấy cái cành này nó mềm lắm quý vị, nhiều khi nó ngã xuống mà mình không thích nó ngã xuống đó, mình muốn cho nó xum xuê thì mình để thêm mấy cái cây này, mình chêm cho nó thẳng lên để nhìn cho nó đẹp. Rồi mấy cái cành của nó mọc thẳng như thế này đó, quý vị có thể cắt tỉa theo cái ý mà mình muốn, muốn nó ngã qua bên nào thì mình cho nó qua bên đó rồi mình ép nó đó. Cái cách săn sóc của mình là chỉ vậy thôi quý vị, tưới nước rồi những cái lá nào nó héo nó khô thì mình cắt nó đi chút xíu vậy thôi, còn thì là cứ vậy nó mọc. Thì đây cái loại này có thể mọc cao lắm đó quý vị. Có một số người họ nói là cành dao này thì có thể trồng với lại cái quỳnh, nhưng mà mình ở xứ lạnh nên mình trồng trong chậu á, thành ra mình không có trồng lớn được, cho nên mình không có trồng chung với quỳnh. Mình đã thử trồng thử mà nó không thành công quý vị, tại vì trong chậu nó nhỏ đó, thành ra nó không thành công, thành ra mình đành trồng nó riêng thôi đó. Thì đây là một cái loại của cây dao ha, và nó cao lắm luôn quý vị. Mình thấy ở một cái số những tiểu bang mà xứ nóng đó thì họ có thể trồng ở ngoài đất, ngoài trồng ngoài đất thì cây này nó có thể lên cao bằng đầu người luôn á quý vị. Đó. Còn xứ mình nó xứ lạnh thì mình trồng trong nhà, mình trồng trong chậu thì nó nhỏ 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 vậy thôi. Đó là chia sẻ với quý vị cây dao. Cây dao này chắc mình cũng có khoảng 1-2 năm nè, 1-2 năm thì nó lớn được như vậy. Đó, quý vị xem. Và đây chia sẻ với quý vị là một cái cây dao lớn nhất mà mình có ở trong nhà. Cây này mình trồng chắc cũng khoảng được 2-3 năm rồi quý vị. Nó cao tới cả thước luôn. Mà như quý vị thấy mình trồng ở trong cái chậu rất là nhỏ. Đây, cái chậu nó đây. Cái chậu này chắc nó khoảng người ta gọi là chậu này chắc chậu 1 gallon quá, chắc khoảng đó. Mình đoán thôi. Thì quý vị thấy hai cái cây dao này mình trồng hai cái chậu nó cũng tương đối là bằng nhau. Đó quý vị xem. Thì nó có thể lớn được như vậy đó quý vị, rất là cao. Và cái cây dao lớn này thì hôm mùa hè đó mình có bỏ nó ra ngoài sân á, thành ra nó đổi ra màu đỏ. Và trong thời gian mà mấy hôm mà mình đem vô trong nhà nè thì cái màu đỏ này bắt đầu nó nhả ra, quý vị thấy nó xanh lợt hẳn so với cái thân chính ở phía sau ha. Cái thân chính ở phía sau của nó là nó màu xanh đậm nè, và những cái cành này nó màu xanh lợt. Là hồi mùa hè cái này mình để ngoài sân nè quý vị, và nó đổi qua màu vàng đỏ luôn. Rồi cái nhất là mấy cái đọt mới ra nè quý vị có thấy không, nó đổi qua màu vàng đỏ luôn. Rồi xong cái mình đem nó vô trong nhà nó không có nắng nữa nên bắt đầu nó mất cái màu, từ từ nó đổi qua nhìn tưởng là màu xanh non nó mới lên, nhưng thực sự ra hồi xưa nó là màu đỏ đó quý vị. Có nhiều người họ gọi là fire stick, fire là lửa đó quý vị, nó ra đỏ rực luôn đó. Rồi cái mình đem vô trong râm thì nó nhả cái màu ra, nó nhìn cái tưởng là đọt non, thực sự nó không phải đọt non đâu đó. Thì như quý vị để ý là cái này trong một cái chậu mình trồng có một gốc thôi, mà nếu quý vị muốn cho nó sum xuê mà nó lớn á thì quý vị có thể trồng 2-3-4-5 gốc vô một cái chậu thì quý vị sẽ có nó rất là dày luôn và rất là lớn luôn đó. Mình lấy xa xa để quý vị xem nha. Đó, quý vị xem hai cái cành dao của mình. Thì đây là một cái loại cành dao ha. Và mình có một cái loại cành dao khác nữa, mình cũng chia sẻ với quý vị luôn để quý vị thấy đây nè.
Cái cành dao này của mình, nếu quý vị để ý là cái cành của nó rất là trơn tru đúng không? Nó trơn láng vậy đó. Nó thẳng, cái thân nó thẳng, không có gì hết trơn. Rồi mình giới thiệu quý vị một cái loại cũng là cây dao luôn, nhưng mà cái lá nó hơi khác một chút xíu. Đây, nó đây đây thưa quý vị. Thì cái thân của nó cũng là ra cái cọng như vậy, nhưng mà quý vị để ý nè, mỗi cái thân nó có những cái khớp đó, nên nó có cái gập kềnh đó, nó không có thẳng đuột mà nó có những cái khớp. Thì cái loại này mình nhìn nó thì nó hơi khác một chút xíu, nhưng mà nó cũng là thuộc cây dao đó quý vị. Quý vị thấy trong cái chậu này là mình cũng trồng tới hai ba cành ở đây nè. Đó, mình trồng hai ba cành nhỏ nhỏ. Cái loại này dễ trồng lắm quý vị. Quý vị cứ cắt cái cành nó, quý vị để cho nó khô nhựa ha, xong rồi quý vị cắm xuống thì nó lên. Nó lên, mà nếu mà quý vị mà cho nó nhiều nắng ấy, thì cái cành nó sẽ sum suê lắm, nó sum suê và nó mập. Còn nếu mà quý vị có ít nắng ấy, thì cái cành này nó sẽ mỏng ha, nó mỏng mà nó yếu xìu à. Còn nhiều nắng ấy, thì nó sẽ mập lên và nó sát với nhau lại, nhìn nó rất là đẹp. Thì đây là một cái cây cũng là cây dao đó quý vị, mà là cái loại của nó là cái cành nó thấp, chứ nó không có trơn tru như cái cành bên cạnh đó, quý vị thấy nè. Đó, cành bên cạnh nó trơn tru, còn đây nó có những cái khớp khớp. Thì đây thưa quý vị cũng là một cái cây dao nữa, mà cái này mình trồng trong một cái chậu, mình cũng trồng có một gốc thôi quý vị đó. Xong rồi nó ra cành ở đây, quý vị thấy không, mình cột nó đó. Nếu mà mình không muốn cho nó xòe hay mình muốn gì đó thì mình có thể cột nó để nó tạo cái hình dạng mình muốn. Thì cái cây này quý vị nếu mà thấy nó xòe quá thì quý vị có thể cắt nha, mình cắt mấy cái cành này đi. Và cái thân chính của nó đây nè quý vị, nó có một thân một và nó lên. Và quý vị thấy là cái cành của nó có những cái khớp khớp ha, nó không có thẳng đuột như kia nữa. Thì cái cây này chắc mình trồng cũng được khoảng 2 năm gì đó thì nó lên như vậy đó quý vị. Đó, mình để sát vô cái cây dao mà nó láng cón này, quý vị xem hai cái nó khác nhau đó. Nó là cùng một giống của quý vị mà nó chỉ là đa dạng thôi đó. Mà cái loại mà cái cây dao mà có khớp khớp như vậy nè, nếu quý vị mọc lên trồng lớn nó cũng lớn như cái cây dao mà láng cón kia. Mình cũng có một cây rất là lớn, cũng lớn bằng cái cây kia luôn quý vị, mà nó nặng quá, mà nó ở dưới lầu rồi mình khiêng là nó không có nổi, nó cao quá. Thì đó là chia sẻ với quý vị về cái hai cái dạng của cây dao. Đây mình cũng có một cây dao nữa nè quý vị, cây này là mình trồng cũng là khá lâu rồi đó, và cái thân của nó bự to như thế này, thấy đã không? Đó, mình để gần với cái dao vừa rồi để quý vị xem. Thế mà cái cây này là lúc mình trồng nó khá là được nắng đó quý vị, thành ra cái cành nó san sát à, và nó mập, nó bự như thế này nè, nhìn nó đã không, nó vươn thẳng lên, nó không có bị mềm, tại vì mình trồng vào cái giai đoạn mà nó được nắng nhiều đó quý vị, thì nhìn như vậy nè. Cái cây này được sướng cái nó không có hề có bọ quý vị ơi, nó không có bọ, à, nó chỉ có cành thôi, không có lá. Nếu mà quý vị tưới nước nhiều á thì nó sẽ ra với cái lá nhỏ 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 ở đây, quý vị thấy đây nó có cái lá nhỏ nhỏ xíu nè, nhưng mà nó nhỏ xíu à, rồi nó héo đi thôi. Thì đây là hôm nay chia sẻ với quý vị về cái cành dao gồm có hai loại ha. Đây cũng là một loại succulent, đây là một loại succulent, nên là nó cũng rất là dễ trồng và không hề sâu bọ gì hết. Nếu quý vị mà thấy thích cái loại cấu trúc như thế này thì đây là một trong những cái cây mà quý vị trồng mà thấy nó cũng có cái nét lạ lạ ha quý vị. Mình trồng cây có lá hoài cũng chán rồi, mình giờ mình trồng cây có cành thôi. Thì đây chia sẻ với quý vị một cái loại succulent rất là dễ trồng, không có bị sâu bọ gì hết, chịu hạn tốt, rất là thích nắng, có nắng thì nó sẽ có thể chuyển qua màu vàng và màu đỏ luôn, còn không có nắng thì nó màu xanh. Nó nhìn như thế này quý vị, cái nét đẹp rất là thanh tao. Thì thôi hôm nay mình chia sẻ với quý vị hai loại succulent, một là loại sen đá lửa ha, và hai là loại cành dao này, là những loại rất là dễ trồng, không bị sâu bọ gì hết, tạo cho quý vị cái nét nhìn rất là lạ ở trong nhà. Nó có cái nét giống như là Á Đông á quý vị, Nhật này nọ là thích những cái nét như thế này. Và cái thứ hai nữa là
sen đá lửa. Thì sen đá lửa ngoài cái việc nó cho quý vị không gian tươi mát thì nó cũng cho quý vị cái màu nữa đó. Thành ra thưa quý vị, ở cái xứ lạnh cũng không phải là mình không có cây để chơi. Vào cái mùa đông mà tuyết giá như thế này, nhiệt độ bên ngoài mà trừ 12 độ C và cao nhất của ngày hôm nay chỉ lên được tới 6 độ C, thì mình vẫn có những cái cây cối mà quý vị có thể chơi ở trong nhà và cho mình những cái nhìn rất là thú vị, cũng như là cho quý vị cái không gian tươi mát ở trong nhà và cả màu sắc nữa quý vị. Đó, thì hôm nay mình chia sẻ với quý vị một chút về hai cái loại sen đá này ha, là loại sen đá lửa và sen đá cành dao ha. Mình thấy là cái video hôm nay đã tương đối dài rồi đó, mình xin phép quý vị mình dừng ở đây. Chúc một lần nữa chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe và rất là may mắn trong ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong cái video kế. Xin chào quý vị và các bạn.